Ông ngủ sáng ơi. Dạ. Bim bim ăn ngon nhờ. Vâng. Bim bim của em ăn có ngon không? Ừ. Bim bim của em 4x anh ngoại lắm anh ạ. Mà em ơi. Dạ. Có phải thằng lùn lùn đi mãi không được 1 mét kia không? Đúng rồi anh ạ. Chắc là nó là ai chim bim bim của anh em mình đấy. Nó ra đây. Em không cho nó nhớ. Mình còn không có ma làm sao mình phải cho nó ăn. Vâng ạ. Mà anh cũng giỏi. Ôi. Nhớ ra anh cũng từng coi nó nhá. Ừ. Cho gì thằng đấy đi mãi không được 1 mét đi. Đúng rồi. Ôi, hai bạn câu đỏ câu xám à? Hai bạn đang cái gì đấy? Tớ đang làm bim bim này. Cho tớ xin mới. Không mẹ ơi, tớ không cho bạn đâu. Mà anh không cho ai. Ừ. Em nhìn ấy, em vui vui này mà anh mà nó chi nhanh của mình ấy, chắc thì nó cả lớn như anh nhỉ. Ừ, thằng này á, không biết nó từ đâu đến đi. Từ đây nó đi xin lết. Anh để nó đi xin lết tục luôn. Đúng rồi, đàn mặc quần áo bình bình như ai ơi. Ôi, hai bạn sao hai bạn tham thế? Chứ anh tham thì kệ chứ, bạn gì? Tao ăn tao kệ nhà tao, mày thấy đấy, hai anh em nhà tao có độc hại khói này cho mày để mà hết ở mồm mày cho đến kia mày ăn làm gì bim bim? Đúng rồi, mà mày cứ giỏi, mày về mua bim bim mà anh. Sai bạn quay trường chỉ nhục tớ đi. Tớ thích coi thơm mà đây, bạn nhìn bạn xem, ăn mãi thì không lớn, cho ăn làm gì cho ăn phí của ra. Đúng rồi. Giỏi về mà đi mua gì mà ăn, suốt ngày đi xin. Đúng rồi, chứ ấy xin cứ biết ngại à. Tớ không chẳng tin hai bạn nữa, tớ về tớ làm nồi lẩu, siêu to khổng lồ, tớ ăn tớ không thèm ăn bim của hai bạn nữa. Đúng rồi. Cái loại lù, đi còn không muốn cái nồi nấu lẩu. Đúng rồi. Em ngồi khám nhờ. Được. Anh này nó chẳng làm gì được ăn đâu em ạ. Bạn đạo ơi, bạn đạo. Dậy đi bạn đạo ơi. Ôi, có chuyện gì bạn Huấn? Bạn thấy tớ có lùn và xấu trai không? Không, tớ thấy bạn vừa cao ráo lại đẹp trai. Bạn nhấp cái xóm này rồi mà sao, là sao đấy? Thế mà thằng gấu đỏ gấu xám nó quay trường sỉ nhục tớ. Cái gì? Thằng gấu đỏ gấu xám á? Nó dám quay trường bạn à? Nó quay trường bạn thế nào? Nó chê tớ lùn, nó chê tớ xấu. Ai à, hai thằng này láo nhở? Được rồi, thế tớ đưa bạn ra đấy để dạy cho nó về hào nào đi. Thôi bạn ơi, thôi bây giờ đừng có đánh nhau làm gì nữa. Hay là bạn đi làm cái gì cho to khổng lồ để dạy cho chúng nó bài học đi bạn ơi. Làm cái gì cho to khổng lồ á? Thế hay là hôm nay tớ làm cho bạn một cái nồi lẩu tứ xuyên siêu to khổng lồ để bạn dạy cho chúng nó bài học nhá. Gì? Được không? Được. Đi. Dám khinh thường bạn Huấn của tớ à? Bạn ơi, cả cái làng này có mỗi bạn đối xử tốt với tớ, không coi thường sỉ nhục tớ. Ui, bạn ơi, ở đời có phải ai cũng được sinh ra được may mắn như tớ đâu. Mà tớ thấy bạn đẹp trai, làm gì có ai đẹp trai như bạn đâu. Bọn mình mãi là bạn tốt của nhau nhá. Ok bạn, nhưng mà bạn tốt ơi, bây giờ tớ lại không có tiền để mua đồ để làm nồi lẩu ấy. Bạn tốt ạ. Đây, tớ có 1 triệu đây, không biết có đủ không? Đâu? Đây, 1 triệu đây này bạn này. Ui, đủ đủ bạn tốt ạ. Thế chúng mình mãi là bạn tốt nhá. Ok bạn. Ê bạn nào ơi. Hả? Hôm nay bạn làm nồi lẩu to thế này á? Ừ, chả thế, làm nồi này ăn cho nó ngầu, cho nó chết đi. Tớ chưa bao giờ ăn nồi lẩu to như thế này, chắc là ngon lắm nhỉ bạn Hậu nhỉ. Ui, bạn yên tâm đi, tớ là đầu bếp số 1 của cái làng này rồi. Hôm nay tớ sẽ thiết kế nồi lẩu cho bạn á, ăn chỉ có sướng cái mồm thôi. Thôi đặt đây, để tớ đi mua đồ nhá, bạn ở nhà trong nồi nhá. Ok bạn. Hôm nay mình nhất định sẽ dạy cho thằng gấu đỏ gấu xám một bài học, dám coi thường mình, thách thức mình. Ui, bạn Huấn, bạn Huấn. Ngồi đây. Bạn ngủ à? Ui này, đi đâu mà lâu đi. Tớ đi mua đồ chứ đi đâu. Sao sao nhiều đồ ăn đi. Ui bạn ơi, 1 triệu nha, tớ mua, bạn thấy tớ mua được nhiều không? Đấy nhiều. Các bạn ơi, hôm nay các bạn ạ, mình thấy bạn Huấn này rất chia cay các bạn nhá. Nên hôm nay mình sẽ làm một nồi lẩu tứ xuyên cho nó cay các bạn ạ. Đấy, để cho bạn Huấn ra dạy cho thằng gấu đỏ gấu xám bài học các bạn ạ. Đấy thì bạn Huấn đưa cho mình 1 triệu thì mình đã mua rất chia nhiều đồ luôn các bạn này. Gà này, mực này, ba chỉ này, bò này các bạn này, lấm được tôm mề xúc xích các bạn nhá. Và không thể thiếu được gói lẩu tứ xuyên các bạn ạ. Đây các bạn nhìn này. Đấy, hai gói luôn các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi nấu nồi lẩu các bạn nhá. Bạn Huấn đi. Bạn ngồi xem này, bạn quạt ruồi đi. Bạn chỉ ăn cho ngồi quạt ruồi thôi. Đấy. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi nấu cái gói gia vị tứ xuyên này các bạn nhá. Đấy, mình sẽ cho vào đây các bạn ạ. Cái này nó nấu kiểu như dạng mỡ các bạn nhá, nó cho vào đây là một tí nó sẽ tan ra các bạn ạ.
Đấy. Mày cho hai gói luôn ăn cho nó cay các bạn ạ. Wow. Đây các bạn nhìn này. Mày nhấn một lúc là nó tự tan ra các bạn nhớ chưa? Đấy, đây nó kiểu dạng như đông như mỡ ấy các bạn ạ. Đấy. Wow, nó mùi dạng kiểu gì? Mùi tứ xuyên đấy các bạn ạ. Thơm thật. Wow, bạn nào ơi, mùi thơm thật bạn nhậu nhỉ? Thơm không bạn? Thơm lắm rồi ạ. Đấy. Cái này á, thấy hai cái thằng gấu đỏ gấu xám á, nó đi qua cổng đây là nó ngửi hết luôn bạn uống ạ. Đấy, nhưng mà nó vào nhá, bạn không được cho nghe chưa? Cầm xin một miếng tớ cũng to à. Đúng rồi. Đấy các bạn, mình sẽ dằm dằm nó ra các bạn nhá, cho nhanh. Cái này rất dễ các bạn ạ, cái nồi lẩu này rất dễ, các bạn chỉ mua cái gói này và các bạn cho vào xào lên, sau cho tí nước vào là thành lẩu tứ xuyên ngay các bạn nhá. Bởi vì cái gói này nó đã đủ gia vị hết rồi. Cải lắm các bạn. Các bạn ơi, các bạn nhìn này, nó tan hết ra đấy các bạn ạ, nó tan hết rồi nhá. Toàn ớt rồi các bạn nhìn chưa? Đấy, đặc trưng của tứ xuyên là ớt các bạn nhá. Màu đẹp cực kỳ luôn các bạn ạ. Các bạn ơi, nó tan hết rồi các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ cho nước vào các bạn ạ. Đấy, cho nước vào để làm nước lẩu các bạn nhá. Wow! Các bạn nhìn thấy màu chưa? Đỏ áo luôn các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn hấp dẫn không? Các bạn ơi, đấy mình cho bằng này nước dùng rồi các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ cho thịt vào các bạn ạ. Đấy, mình sẽ cho thịt gà trước các bạn nhá. Ôi bạn nào ơi, nhờ đồ ăn này chắc là ăn lổ bụng mất bạn nào ạ. Ui bạn ơi, đương nhiên là tí anh em mình sẽ không ăn hết rồi. Anh em mình sẽ gọi mấy bạn Hoàng, bạn Nhất, bạn Cường nữa vào ăn cùng. Riêng cái thằng gấu đỏ gấu xám mà không bao giờ bạn ạ, không bao giờ cho luôn. Bạn hiểu không? Đấy, mình cho cả ít ngô rồi cho nó ngọt các bạn nhá. Đấy, cho nó ngọt nước các bạn ạ. Đấy, bạn thấy nồi lẩu hấp dẫn không? Quá hấp dẫn bạn ạ. Quá đỉnh luôn bạn nhỉ. Đấy, mình cho hết thịt gà vào các bạn nhá. Đó. Các bạn ơi, còn những cái này nó nhanh chín các bạn ạ. Nên là mình sẽ cho vào sau các bạn nhá. Mình sẽ cho chứa là lên thịt gà trước để cho nó thêm cái nước lẫn với cái nước lẩu tứ xuyên cho nó ngọt các bạn ạ. Bạn ơi. Ôi. Xúi ơi bạn ạ. Ôi xúi chết rồi, xúi các bạn ơi. Wow, các bạn nhớ chưa? Đấy. Bây giờ đến công đoạn tiếp theo là mình sẽ cho hết cái số này vào các bạn nhá. Yeah, các bạn nhớ chưa? Quá ngon luôn các bạn ạ. Đấy, cá bên chiên rồi, cánh gà các bạn nhìn này. Đấy, tôm nữa các bạn nhá. Trông hấp dẫn đấy bạn ạ. Quá đẳng cấp bạn nhỉ. Đấy, mực này các bạn này. Đấy. Ba chỉ bò này các bạn này. Xúc xích các bạn nhá, mình sẽ cho hết vào luôn các bạn ạ. Cho hết vào luôn. Đấy, nồi lẩu này á bạn uống ạ. Bạn ăn nó đã mồm luôn. Đấy. Các bạn nhìn này, mình khoáng cho bạn xem nhá. Topping đồ ăn này, wow, nó quá nhiều luôn các bạn nhớ chưa? Đấy, bây giờ các bạn ạ, mình lại đầy vung vào các bạn nhá. Lại đầy vung vào đun nó sôi một lúc nữa là anh em mình sẽ thưởng thức thôi các bạn ạ. Trên này có mà thằng gấu đỏ gấu xám một xem chảy nước dãi bạn nhớ không nhỉ? Đương nhiên bạn ơi, bạn ngửi cái mùi nó hấp dẫn rồi đúng không? Cái mùi lẩu tứ xuyên nó hấp dẫn thật các bạn ạ. Thơm. Bạn ơi, lại sủi rồi đấy. Chín rồi đấy. Các bạn ơi, chắc là thịt đã chín rồi các bạn ạ. Đấy, bây giờ là anh em mình sẽ cho rau và cho lấm vào các bạn nhá. Đấy các bạn này, cho lấm vào trước. Các bạn thấy nồi lẩu của anh em mình lại ngon không? Đấy, mình cho rau vào các bạn nhá. Đấy. Bạn Huấn đây, khả năng là anh em mình thưởng thức luôn đi. Ôi vào ơi, ngon đấy. Bạn xúc ra đây cho tớ ăn nữa đi. Các bạn ơi, anh em mình ăn thịt các bạn nhá. Bởi vì thịt chín rồi các bạn ạ. Đây, mình gắp cho bạn Huấn các bạn nhá. Đấy, các bạn nhớ chưa? Hấp dẫn không? Đây bạn Huấn này. Ồ, ngon đấy, mình xin bạn Hậu nhá. Đấy, đây là nước chấm của anh em mình các bạn nhá. Đấy, nước chấm cũng phải siêu cay luôn các bạn ạ. Ngon cực sự luôn các bạn ạ. Đấy, các bạn nhớ chưa? Bạn Huấn ăn, bạn Huấn ăn đi. Rồi bạn ơi, mình mời bạn nào ăn nhá. Mình mời tất cả các bạn thưởng thức với mình nhá. Mình mời các bạn nhá. Đấy, bạn phải nhớ nhá, thằng gấu đỏ gấu xám đi qua đây bạn không được cho nó nghe chưa? Rồi ok bạn. Cay quá. Cay ngon các bạn. Nó cay vừa ngóng các bạn. Anh ta là cay kiểu khóc không ngờ phổi luôn bạn ạ nhỉ. Ừ. Nhưng mà ngon bạn nhỉ. Ngon rồi ạ. Đây là bác sĩ bò các bạn ạ. Có thử gà các bạn nhá. Ừ. Ngon hơn. Thử gà các bạn.
Bạn ạ, đúng là con là tên bê gốc bạc tắc, nếu khổng lồ mà vẫn nấu ngon bạn ạ. Đương nhiên nhỉ. À, cay quá các bạn. Vừa cay vừa nóng các bạn. Cay mà ngon quá. Đúng rồi. Mà tăng gấu nhỏ gấu 8 mà vẫn chưa đi qua đây bạn ạ nhỉ. Ui, hai thằng đấy á. Cái mùi này các bạn ạ, tí kiểu gì nó cũng ngửi thấy mà nó đi qua đây luôn. Hai thằng ấy mũi thấy nhám, bạn yên tâm, bạn cứ ngồi ăn đi. Thôi mình ăn đi bạn ơi. Mực ngon thật các bạn ạ. Tôi ngủ ở ăn bơ hớt bạn ạ ngủ. Ui, bạn lo gì, tí mà ăn không hết mình lại gọi bạn bè mình ra ăn đi, bạn mình nhiều mà. Ai à, bọc quá. Bạn ơi, bạn ơi, chúc cho tới thì gà mực mấy khắc kiểu ấy. Đây bạn ơi. Ăn thoải mái đấy bạn ạ. Rồi. Đây, bỏng bỏng bỏng. Đây các bạn nhìn này. Tôm rồi mực, nói chung là nhiều lắm, gà các bạn nhá. Ai. Cả bò nữa luôn. Bạn nhớ chưa? Ai à, nóng quá. Đây bạn uống đây, bạn ăn đi. À, nhiều quá các bạn. Không có sao đây, chết kìa. Chúng ta nấu lợi đi, anh em mình chào lại chết đi. Ui, hai bà, bạn họ bảo anh. Ta nấu lợi mà hai bà cho tờ mới. Hai bà chết cho anh nữa. Bà ơi. Hả? Ôi, thằng gấu đỏ không sáng bằng cái gì? Thằng gấu đỏ. À, hai là thằng gấu đỏ có sáng đây à? Tại sao hai là chúng mày dám khinh thường bạn huấn của tao? Lúc sáng chỉ là hiểu lầm thôi bạn. Hiểu lầm này. Thôi, chỉ là hiểu lầm thôi bạn hậu à. Hiểu lầm này, hiểu lầm thế nào? Hai thằng chúng mày quá đáng ích kỷ. Bạn huấn của tao đẹp trai như thế này, chẳng qua là bạn ấy sinh ra không được may mắn, bạn ấy không được cao giáo như người khác. Chúng mày thế mà lỡ lòng nào đi khinh thường bạn ấy. Đúng là hai thằng vô học. Bạn huấn ạ. Trời ơi. Ăn đi. Trời ơi, xin lỗi bạn huấn. Bạn hậu, tớ biết sai rồi, hai bạn cho tớ ăn đi. Đúng rồi. Bạn hậu, tớ mới cho à. Bạn hậu, bạn huấn này, bạn huấn này, tớ biết lỗi rồi, bạn huấn này. Bạn tớ chê bạn lùn, tớ biết sai rồi, bạn cho tớ ăn nữa đi. Đi, bọn tớ. Không. Bọn tớ vừa đi học về, bọn tớ đói lắm. Đói lắm, bọn tớ. Hai bạn có bim bim tớ tin các bạn có cho ai đâu. Không, lúc đấy có đâu hai gói. Bọn tớ có đi. Các bạn còn kinh thường chỉ nhục tớ chê, tớ lùn lại còn chê tớ xấu, ngang nghèo. Đúng rồi, hai bạn như thế là không được. Bạn vào đây, nấu tứ xuyên ăn ngon nhỉ? Ngon, đúng rồi bạn ạ. Em màu xám ơi. Lẩu tứ xuyên nghe lần đầu chắc ăn ngon lắm nhở. Ủa, em nhìn những cái nước kia đã biết là ngon nhỉ anh gấu nhỏ. Anh em mình phải xin hai bạn này mới đi. Đương nhiên là ngon rồi. Lẩu tứ xuyên không ngon thì lẩu gì ngon, phải bạn Huấn? Đúng rồi bạn ạ. Bạn Hậu, bạn Huấn cho bọn tôi ăn nữa đi. Bạn Huấn ơi, tớ xin lỗi bạn, bạn cho tớ ăn đi. Bạn Huấn ơi, tớ xin lỗi bạn. Bạn lâu tớ mới cho bà hai bạn. Bạn Huấn ăn mạnh đi bạn Huấn ạ. Mà tôi nói thật cho bạn, hai bạn gấu đỏ không thám biết này. Hai bạn ấy ở đời đừng có bao giờ khinh thường người khác. Đặc biệt là bạn Huấn của tớ nghe chưa? Tớ biết rồi bạn Hậu ạ. Thôi bạn Huấn ơi, cả trưa lúc sáng ấy tôi thần xin lỗi bạn. Bạn bỏ qua cho tớ đi. Đúng rồi đấy, bạn Huấn đẹp trai. Bạn Hậu cho tớ ăn đi. Xin lỗi bạn, bạn cho tớ ăn đi, bạn Hậu đẹp trai. Tớ thành thật xin lỗi bạn đây. Thôi bạn Hậu ơi, hay là bạn gấu đỏ gấu xám này biết lỗi rồi, hay là mình cho hai bạn để ăn đi. Thế bạn hết tức chưa? Mình hết tức rồi bạn Hậu ạ. Hai bạn đấy biết lỗi rồi, mình cho hai bạn để ăn. Ừ, thế được rồi. Thế thì hai bạn đi vào trong cổng này lấy hai cái ghế ra đây ngồi đi. Rồi. Trong lấy hai cái bát nữa. Ra đây tớ cho ăn đi. Anh gấu đỏ ấy. Tớ cảm ơn bạn Hậu nhá, hôm nay bạn đã dạy cho chúng nó một bài học. Tớ cảm và bọn nó đã biết lỗi rồi, tớ cảm thấy rất là vui. Không có gì bạn Huấn ạ. Đây, trời ơi, bạn Đậu ơi, bạn Múc bạn Huấn đẹp trai ơi. Đang đói bụng. Trời các bạn ơi, hơi bị nhiều topping luôn các bạn nhỉ. Ui. Đấy, nồi nhỏ một triệu. Nhiều ghê bạn, anh Gấu Đỏ nhá. Mà nhiều đồ ăn thực sự luôn các bạn nhớ chưa. Đấy, đây là của bạn Nguyên này. Tớ xin bạn Hậu nhá. Đấy, các bạn nhìn này. Quá trời luôn. Wow. Đây là của gấu xám này. Tớ xin bạn Hậu nhá. Đấy, gấu xám cái gấu đỏ ăn mạnh lên nhá. Đây, tớ vừa đi học về tớ đói lắm. Tớ mời hai bạn
Học bạn Huấn anh nhá, mình mời các bạn anh nhá. Mình mời hai bạn nhá, em ngồi xóm ăn nhá. Đây hai bạn ăn đi, từ sau có gì phải chia cho chúng tớ đã nhá. Đúng rồi. Đừng có ăn một mình. Các bạn đừng có quay thường tớ. Hai bạn lần sau phải rút kinh nghiệm. Mình không được quay thường những người thấp kém hơn mình nghe chưa. Đấy, bạn Huấn đây đẹp trai này mà các bạn đi khinh thường bạn ấy. Bạn Huấn ăn mạnh đấy bạn Huấn ạ. Lẩu Từ Xuyên này cay nhở, ăn ngon lắm hai bạn ạ. Đương nhiên rồi, chẳng ngon thì sao. Em gầu xám ăn ngon không? Ngon anh ạ. Chấm cả cái này nữa này, nó mới ngon. Ăn ăn đi, tớ còn đầy, ăn hết tớ bảo bạn họ xúc cho. Ngon. Ngon thật đấy em nhở. Bạn Huấn ơi, hay tớ bóc tôm cho bạn ăn nhá. Bạn bóc cho tớ đi. Đây, xin con tôm của em gầu xám để bóc cho bạn Huấn. Nóng lắm cơ. Ngon quá. Nó vừa ở nồi ra nó chả bỏng anh. Công nhận lẩu Tứ Xuyên này ngon lắm các bạn ạ. Bạn cho tớ rồi lẩu được không? Bạn được không ạ? Bạn ơi, tớ bóc cho đây đây. Nhớ rồi. Nhớ rồi, bạn muốn cho bạn lẩu được không luôn. Ăn bạn ăn thì thế nào? Ngon quá bạn luôn. Nếu tả lắm bạn vui vẻ lắm. Có gì đâu mà cảm ơn bạn bè.